thông điệp từ các đấng sáng tạo, những thay đổi thực tại bên ngoài, nhận xét và tổng kết. Trong chương này, chúng tôi đã tập trung chủ yếu vào những thảm họa tự nhiên và những thay đổi dị thường có vẻ như sẽ xuất hiện trong những năm sắp tới, dù được gây ra hoàn toàn bởi tự nhiên hay với một sự đóng góp của con người. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung vào những đóng góp do con người tạo ra mà không phải là một phần của thế giới tự nhiên, bao gồm các hệ thống tài chính, chính phủ và xã hội. Ngay khi các bạn đạt được một sự cân bằng với tự nhiên và có thể mềm dẻo trong những sự hỗn loạn và phẫn nộ của tự nhiên, sẽ là dễ dàng hơn để các bạn có thể giải quyết với những thực tài do con người tạo ra. Biết rằng các bạn không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà lãnh đạo bên ngoài và hệ thống an ninh đã được dựng nên để bảo vệ các bạn khỏi chính các bạn. Là một linh hồn tự do có nghĩa là có cả tự do bên trong và tự do bên ngoài. Và điều đó có nghĩa là có khả năng để suy nghĩ một cách tới hạn mà không tin tưởng mù quáng vào những hệ thống niềm tin và những vở kịch do con người tạo ra đang bao quanh và ảnh hưởng đến con người hàng ngày, trừ khi các bạn sống trong một hang đá cao trên các ngọn núi. Chúng tôi, các đấng sáng tạo và cái tôi cao hơn của người nhận thông điệp này, vui lòng cống hiến cho việc trợ giúp các bạn trong sự tìm kiếm tự do bên trong và cả tự do bên ngoài của các bạn. Các thực tài kinh tế, nền kinh tế nhì nguyên, tịnh hai mặt. Vào lúc các bạn đọc cuốn sách này, một điều khá rõ ràng là cấu trúc tài chính của các bạn đang sụp đổ. Không, nó sẽ không xảy ra cùng một lúc. Đã có rất nhiều biện pháp bảo vệ được thiết lập nhằm ngăn chặn điều đó. Nhưng dù cho giới truyền thông có tốn bao nhiêu giấy mực đi nữa thì câu ngàn ngữ "vì vua không mặc đồ" lại khá phù hợp với hoàn cảnh của các bạn. "Vì vua không mặc đồ" là một câu ngàn ngữ xuất phát từ một câu chuyện cổ tích của nhà văn Đan Mạch Andersen. Ngụ ý của nó thường áp dụng trong các hoàn cảnh liên quan đến xã hội hay chính trị, nói về một sự thật nào đó đang hiển nhiên ngay trước mắt nhưng phần đông mọi người vẫn cố tình không thừa nhận, đặc biệt là trong một số tuyên bố của chính phủ trước người dân, ghi chú của người dịch. Như chúng tôi đã từng nêu ra trước đây, hệ thống kinh tế của các bạn không chỉ mất cân bằng với các nguồn năng lượng cho sự thăng lên của trái đất, mà các nguyên tắc của nó hầu như trái ngược với mô hình của trái đất mới. Những con người mật độ 4 luôn chăm lo đến phúc lợi cho người dân. Trái ngược với điều này là có một nhóm nhỏ được ưu tiên sống xa hoa hưởng thụ, trong khi những người khác phải sống dưới sự kiểm soát và thao túng. Niềm tin vào việc có và không có xuất phát từ việc bị đồng hóa với thế giới vật chất và sự lãng quên bản chất tâm linh vốn có của các bạn. Khi các linh hồn theo chủ nghĩa vật chất chứng kiến các định luật đấu tranh sinh tồn chi phối các thế giới thấp hơn, họ trở nên lo sợ rằng họ cũng sẽ bị hủy diệt và chết, trở nên bất lực khi đối mặt với thiên nhiên. Vì thế, bắt nguồn từ cảm giác bất lực ẩn sâu bên trong bản thân mình, họ dựng lên mọi loại cấu trúc ảo tưởng để có được cái cảm giác kiểm soát. Bản ngã của những người đứng về phía bóng tối thực sự tin rằng họ là những người được chọn và xứng đáng với các địa vị đặc biệt. Thái độ của họ đối với những người khác có thể khác nhau, hoặc cảm giác thương hại cho đến cảm giác từ bi giả tạo đối với những người bị bóc lột, cho đến các cảm xúc hoàn toàn ghê tởm và khinh bỉ đối với những người thuộc giai cấp thấp hơn. Hiểu được những ảo tưởng đang chi phối những người vốn được xem là ưu tú mới có thể giúp các bạn, những lightworker, có được tình yêu thương thực sự dành cho họ. Các hệ thống của các thế giới thấp hơn không được thiết kế để có thể duy trì mãi mãi. Chúng chỉ là những bản nháp của tàu hỏa, một sân chơi tạm thời dành để huấn luyện các vị thần. Tương tự như cách dàn dựng một bộ phim, khi sản phẩm được hoàn thành thì phong cảnh cũng được tháo dỡ. Khi linh hồn đã học xong các bài học thì cũng không cần đến sự hóa trang hay sân khấu nữa.
nơi mà họ từng đóng các vai diễn của người đàn áp hay người bị đàn áp, nạn nhân hay kẻ trừng phạt, người tốt hay người xấu, vân vân. Khi các bài học linh hồn thay đổi, các hoạt cảnh mới sẽ được dàn dựng thích hợp với môi trường học hỏi đặt ra. Trong trường hợp các thế giới bên ngoài ngày càng trở nên bạo lực, thì có lẽ chúng sẽ duy trì vừa đủ lâu để giúp cho các nhóm linh hồn trẻ có khát khao trải nghiệm các thử thách của chiến tranh, sự nghèo đói, bất hạnh, đau khổ và những điều tương tự. Những thế giới như vậy sẽ đón nhận những người hiểu chiến, những người rời trái đất trong chu kỳ chuyển đổi thiên hà. Tuy nhiên, các thế giới thấp hơn vẫn chứa đựng những vẻ đẹp lớn lao, và điều đó hiển nhiên là một phần không thể thiếu trong các bài học linh hồn của nhiều người, để họ nhận ra rằng không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà còn có vẻ đẹp bên trong. Nên trong cùng một thời điểm, thế giới sẽ đóng vai trò như một ngôi nhà đối với các linh hồn đang học bài học về tình yêu thương và lòng trắc ẩn, cũng như với những ai đang chịu đau khổ từ sự đồng hóa với bản ngã. Một bài học linh hồn quan trọng trên đại đất là các bạn có thể tạo ra thiên đàng hay địa ngục phụ thuộc vào tình trạng ý thức của mỗi cá nhân và ý thức chung của tập thể. Nguyên nhân gốc rễ của sự kiểm soát và đàn áp, việc đồng hóa với cả tôi có thể chết ở mức độ 3, dẫn đến hậu quả không thể tránh khỏi là sự phát sinh ràng buộc với bản ngã. Bởi vì bản ngã là đồng nghĩa với sự đồng hóa và ràng buộc với tính vật chất, đặc biệt là bên trong các thế giới đấu tranh sinh tồn thấp hơn chiều kích 4. Bản ngã là sự từ cấu trúc được thiết kế đặc biệt để vượt qua nhận thức của linh hồn về sự bất lực và bơ vơ khi đối mặt với những hiểm nguy chưa xác định đang lẩn khuất bên trong một vũ trụ lạnh lùng và khắc nghiệt. Cảm giác về sự nhỏ bé này xuất phát từ các vấn đề thuộc nguyên nhân nguyên thủy mà linh hồn đảm nhận khi hạ xuống các thế giới thấp hơn, một chủ đề mà chúng tôi thường lặp đi lặp lại. Trải nghiệm về thể chất bắt đầu bằng quá trình sinh ra, đã diễn ra mạnh liệt để nội linh hồn quên mất rằng nó được kết nối với thượng đế toàn năng. Bản ngã trở thành đồng minh với phần trí năng của tâm trí, đó là một phần của cả tôi mà luôn không ngừng cố gắng giải thích các câu hỏi làm thế nào và tại sao của tạo hóa. Phần trí năng một khi đã dung hòa với khoa học ở các thế giới thấp hơn thì không thể lĩnh hội được các thực tại cao hơn, và do đó tất cả những gì mà nó thấy được là một chu kỳ ngắn ngủi của sự sống, kéo theo sau là một cái chết không thể tránh khỏi. Không có khả năng thấy được bản chất bất diệt của linh hồn. Bản ngã sống trong nỗi sợ hãi liên tục về cái chết của cơ thể và đồng thời cũng là cái kết của chính nó. Bản ngã một khi đã đồng hóa với thể xác sẽ làm tất cả những gì cần làm để duy trì chính nó trong nỗ lực vô ích để đảm bảo sự an toàn. Dựa trên định nghĩa của nó về sự an toàn hay đẹp đẽ theo cách mà nó định nghĩa về cả đẹp. Trong khi đó nó sống dựa trên nỗi sợ hãi không ngừng rằng những nếp nhăn sẽ dần dần thay thế cho làn da mềm mại. Và thiệt hại do sự lão hóa mang lại cuối cùng rồi cũng kết liễu luôn người bạn đáng tin cậy của nó, phần tâm trí. Khi bị lệ thuộc vào thế giới vật chất, một người sẽ trở nên nghiện với việc thu thập nhiều và nhiều hơn nữa các món đồ. Các bạn còn có hẳn một câu khẩu hiệu: người nào sở hữu nhiều đồ chơi nhất là người thắng cuộc. Giá trị bản thân của các bạn trở thành tổng giá trị tài sản, thay vì việc xem tiền bạc đơn thuần là một vật trung gian, một sự trao đổi hay một thứ dùng để trao đổi hàng hóa và dịch vụ thuận tiện và hiệu quả hơn, thì tiền bạc lại trở nên một biểu tượng của quyền lực và địa vị. Ngay cả đối với những người mà nghĩ rằng họ đã tiến hóa đủ đến ngưỡng vượt qua ý tưởng trên, hầu như vẫn còn những dấu vết trong thể tâm trí từ những đời sống quá khứ đối với vấn đề có và không có. Sau cùng thì hầu hết các bạn đều đã từng sống như một gã ăn mày và một vị vua. Trích từ lời một bài hát trong số những bài hát phổ biến của các bạn, do đó ẩn sâu bên trong tiềm thức,
phần vật chất vẫn có được kiểm soát của nó đối với nhiều người trên trái đất. Vấn đề đối với việc buông bỏ vật chất, các tôn giáo dường như đi quá xa sang phần cực đoan khi họ giảng nhận cho vật chất là tội lỗi và thúc giục con người phải kìm nén các ham muốn của cải, khoái cảm và sự truy cầu thoải mái. Một số người trong các bạn đã có nhiều kiếp sống trong các tu viện hay ngôi chùa nào đó, nơi mà các bạn buông bỏ mọi thứ và trở thành các thầy tu khổ hạnh, trong khi điều này có thể mang lại giá trị tạm thời trong việc kéo bạn thoát khỏi sự bám víu vào vật chất. Nhưng hầu như phần vật chất trong bạn chỉ đơn giản là bị kìm nén, khóa kín và bị che khuất khỏi tầm nhìn của ý thức. Chỉ có một vài linh hồn giác ngộ là có đủ khả năng xoay sở để giải phóng họ thoát khỏi cảm giác của cả tôi về sự thiếu thốn và mất mát luôn song hành với việc buông bỏ. Nhưng hầu hết phần đông các linh hồn khác đều đơn thuần là đẩy cả ham muốn của họ xuống bên dưới. Hầu hết các bạn đều bị mắc kẹt giữa việc cố gắng đạt được của cải vật chất và đồng thời lại chối từ nó. Điều này làm nảy sinh trong tâm trí một câu thành ngữ khác khá được ưa thích của các bạn: những gì bạn chối từ vẫn luôn còn đó. Trước khi bạn hoàn toàn yêu thương và chấp nhận tất cả các khía cạnh của chính mình, thì sẽ luôn có một cuộc nội chiến bên trong giữa một phần muốn tận hưởng các tiện nghi vật chất và một phần cảm thấy điều nên làm là không cần đến chúng, khi cho rằng đó là một biểu hiện của sự suy đồi. Hoặc bạn có thể hợp lý hóa bằng cách cho rằng mình đã vượt lên trên các nhu cầu về của cải vật chất và rồi lại nguyên rủa thế giới khi nó phản ảnh lại cho bạn một cảm nhận bên trong về sự thiếu thốn. Bạn có thể cố gắng trở thành một người tốt và nhân ái. Từ khóa chính ở đây là cố gắng. Bất cứ khi nào bạn cố gắng trở thành điều gì đó, thì có nghĩa là hoặc bạn tin rằng bạn không thể có nó, và bằng nỗ lực vô ích nào đó bạn sẽ có được những điều mà bạn không thể có, hoặc là bạn đã không chấp nhận chính mình như người mà bạn đang là. Lòng nhân ái đến một cách tự nhiên khi có một tình yêu thương thực sự bên trong trái tim bạn. Nó không cần phải luyện tập hay duy trì. Dĩ nhiên bạn sẽ cần nhìn ra những nơi mà bạn vẫn còn sự bám víu và những thứ mà bạn có một nỗi sợ hãi rằng sẽ bị mất chúng. Nhưng bạn cũng cần nhận thấy sự cho đi của bạn là chân thành, và điều này xuất phát từ một nhận thức về sự dư dả không ngừng tuôn chảy đến với bạn. Hay là bạn đang cố chứng tỏ điều gì đó của mình với những người khác? Vậy làm cách nào mà một linh hồn có thể bước ra khỏi trò chơi đu đưa giữa điều trần tục này với điều trần tục khác? Làm cách nào để đối phó với cả phần bạn ngã luôn ham muốn nhiều hơn một cách vô đồ, nhiều món đồ hơn, nhiều giác ngộ hơn, luôn muộn hơn và hơn nữa? Bạn có thể bắt đầu bằng cách đơn giản là có sự nhận biết đối với cái tôi nhỏ bé luôn cảm thấy túng thiếu. Như trích dẫn từ lời một vị thầy, đơn giản là quan sát cách thức mà cái tôi nhỏ bé này cố gắng vượt qua các cảm nhận thiếu sót của nó, bằng cách vẽ ra những bức tranh về người mà nó nghĩ là bạn, hoặc người mà bạn nên là. Chỉ cần xem cái cách mà nó theo dệt nên cả ảo tưởng bắt nguồn từ cảm giác trống rỗng sâu sắc bên trong đã khiến cho nó khổ sở. Một cách khá hiệu quả để vượt qua sự bám víu đối với vật chất là trân trọng và biết ơn những gì mà mình có. Tiền bạc là trung lập, nó phụ thuộc vào ý nghĩa mà bạn gắn cho nó. Nếu bạn thực sự tin rằng mình giàu có, thì không có vấn đề gì đối với số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn, bởi vì bạn sẽ thực sự luôn luôn có được mọi thứ mà bạn cần. Bạn có thể tạo ra vẻ đẹp lớn lao bên trong và xung quanh mình chỉ bằng cách đơn giản là cảm thấy biết ơn. Việc tạo ra vẻ đẹp, sự thịnh vượng và hài hòa xung quanh mình là điều hết sức bình thường và tự nhiên. Nó là một phần trong bản thể của bạn. Bạn không cần phải cố gắng để tạo ra cái đẹp, bạn chỉ cần để nó tự biểu lộ một cách hoàn toàn tự nhiên, cho dù đó là hội họa, âm nhạc, thơ văn và lời giáo huấn,
hay bất cứ thứ gì làm bạn rung động. Ý tưởng rằng bạn phải đấu tranh để vượt qua định luật đấu tranh sinh tồn, sự hòa diệt và cả chết, hàm ý rằng có một lực lượng đáng sợ nào đó cần phải vượt qua, chinh phục và phải bị hủy diệt. Bạn vì thế đã tạo ra một sự ngăn cách giữa bạn và thứ cần phải chinh phục. Dĩ nhiên, điều duy nhất mà thực sự cần phải vượt qua là sự ràng buộc của bạn và ý tưởng phải vượt qua, vì cho rằng có như vậy thì ý thức thuần khiết mới đi vào bên trong bạn. Hãy trở nên nhận biết về tất cả những cách mà bạn bị ràng buộc vào thế giới vật chất mà không có sự phản xét, phê phán hay tránh né. Đây chính là chìa khóa. Chúng tôi sẽ không liệt kê ra một bản danh sách dài các hậu quả từ việc bám víu vào vật chất. Bạn có thể nhận ra điều đó bằng cách nhìn vào thế giới. Thay vào đó, mục tiêu của chúng tôi là cho bạn thấy rằng bạn là một sinh thể tâm linh vĩ đại, đầy sáng tạo, và bạn không cần phải dựa vào các lực lượng bên ngoài mới có thể sáng tạo ra kiểu thế giới mà linh hồn các bạn muốn trải nghiệm. Để tổng kết lại, hoàn toàn không có gì sai với vật chất, chỉ có sự đồng hóa với bám víu của bạn với nó mới chính là vấn đề. Chúng tôi đã từng nói điều này trước đây và chúng tôi có thể sẽ lặp lại điều đó lần nữa. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn một cách sơ lược vào các nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng tồn tại trên thế giới giữa những điều có và không có. Hãy để chúng tôi đưa ra một vài dự đoán về nền kinh tế tương lai của các bạn. Sự suy thoái của các quốc gia phương Tây. Nền kinh tế phương Tây đang bị suy thoái không phải vì ai đó cần phải gánh chịu sự trừng phạt của Thượng Đế hay bởi vì ai đó xấu xa hay sai trái. Không ai trong các bạn cần phải chịu đau khổ như là một kết quả đến từ sự sụp đổ của thế giới cũ. Thật ra đó là lý do để lấy làm hân hoan, bởi vì nó mang lại cho bạn cơ hội tạo ra một nền kinh tế trái đất mới dựa trên các nguyên tắc tâm linh. Bạn càng lệ thuộc vào hệ thống hiện nay thì càng khó cho bạn ôm tròn trái đất mới, bởi vì bạn sẽ than khóc cho sự ra đi của những thứ mà bạn đã từng lệ thuộc vào, như các tài khoản ngân hàng, nhà cửa, xe cộ, các bộ quần áo đắt tiền, các ảo tưởng về quyền lực và sự kiểm soát mà những thứ đó mang lại. Mọi thứ bên trong và về chính chúng là mang tính trung lập, chúng mang các đặc tính phụ thuộc vào những ai sử dụng chúng. Một ví dụ hoàn hảo cho điều này là nguồn năng lượng vật lý. Nó có thể được sử dụng để sáng tạo hay hủy diệt dựa trên tình trạng ý thức đang sử dụng chúng. Biết ơn những gì bạn có và học cách làm mọi thứ mà không lệ thuộc nhiều vào vật chất là những phẩm chất tốt cần có. Điều này không giống như sự hy sinh, bởi vì bạn không thật sự phải đánh đổi thứ gì đó lớn lao và lâu dài chỉ để có được sự bình an trong tâm hồn. Bạn chỉ đơn thuần là từ bỏ sự bám víu của mình với thế giới bên ngoài. Những thứ trong thế giới này có thể trở thành những công cụ hữu ích để hoàn thành nhiệm vụ và mục đích của bạn khi bạn còn ở đây. Tôi không bao giờ ngụ ý rằng bạn phải làm điều đó mà không có được các nhu cầu thiết yếu cơ bản. Thực ra, một khi bạn nhận ra mình giàu có bên trong đến mức vượt qua mọi giới hạn, thì lúc đó bạn sẽ trở thành một người quản gia khôn ngoan, một quần máy cho việc vận dụng hữu hiệu các công cụ của thế giới vật chất. Như Chúa Sananda đã từng nói, hãy tìm kiếm nước trời trước, sau đó mọi thứ sẽ được cấp cho bạn. Điều đó có nghĩa là hãy đặt các ưu tiên của bạn lên hàng đầu. Bạn ở đây là để giúp thức tỉnh nhân loại và cùng đưa họ đến trái đất mới. Bất cứ các cấp đồ vật chất bên ngoài nào mà bạn cần để hoàn thành mục đích này cũng đều được cấp cho bạn bởi chính linh hồn của các bạn hợp tác với những linh hồn hướng dẫn, các vị thầy thăng lên và Thượng Đế. Bạn có thể sẽ không hiểu làm cách nào mà bạn có được những thứ mà bạn cần, nhưng mà bạn lại có được nó. Bạn cũng sẽ có được sự hướng dẫn cần thiết đối với những thứ mà bạn thực sự cần và những thứ mà bạn nên buông bỏ.
nền kinh tế phương Tây đang sụp đổ bởi vì nó hiển nhiên đã trở nên quá mất cân bằng đối với trái đất mới đang hình thành. Đây là điều tuyệt vời, nhưng nó sẽ không có vẻ gì tuyệt vời đối với những người mà vẫn còn tin rằng niềm hạnh phúc của họ đến từ thu nhập, tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng. Nó sẽ có vẻ như là điều tàn nhẫn và một hình phạt bất thường đối với những ai đã đầu tư cả cuộc đời của họ vào hệ thống dựa trên quyền lực và kiểm soát thay vì tình yêu thương hợp tác. Các dấu hiệu của sự sụp đổ. Các bạn hẳn nhiên đều biết các nền kinh tế của thế giới phương Tây là dựa trên cái mà thường được gọi là sắc lệnh tiền tệ hay pháp lệnh tiền tệ. Tiền được phát hành và được ấn định giá trị một cách chuyên quyền bởi một ngân hàng trung tâm. Nếu các nhà giao dịch đồng ý với giá trị này thì tiền tệ sẽ giúp cho nền kinh tế được thịnh vượng về lý thuyết mà nói. Tuy nhiên, do yếu tố lãi kép và ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ, các phương án đã được lập nên để làm giàu cho các nhóm tinh hoa trong giới ngân hàng dựa trên chi phí của tầng lớp lao động. Hệ thống này dần dần phình to và nổ tung bởi các khoản nợ phi mã gây ra bởi chính phương án này. Vấn đề nhìn chung không phải đến từ các khoản và cho vay mà do cơ cấu của chúng. Nếu một ai đó có tiền cho một người khác vay với dự kiến là số tiền đó sẽ được hoàn lại và thu thêm một khoản phí nhỏ cho dịch vụ như là lãi suất 10%, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Ông John mượn 1.000 đô và sau một khoảng thời gian nhất định trả lại 1.001 đô. Hay theo như các con số bất động sản thì ông ấy mua một căn hộ với giá 200.000 đô rồi trả lại 220.000 đô. Điều này nằm trong khả năng của nhiều người. Nhưng với lãi kép, nếu ông John càng chờ lâu để trả khoản vay của mình thì lãi suất càng tích lũy. Sau 10 năm, 25 năm, lãi suất của khoản nợ 200.000 đô giờ đã nhiều gần bằng khoản nợ gốc. Nghĩa là ông ấy sẽ mắc nợ 400.000 đô dựa trên khoản vay gốc. Lãi suất kép cũng được áp dụng trên nhiều quốc gia, cũng như với người dân và các tổ chức. Rất nhiều các quốc gia hiện nay đang nợ tiền của các quốc gia khác nhiều đến mức mà họ sẽ không bao giờ trả nổi, bởi vì hệ quả chồng chất của lãi kép. Nhưng hãy khoan, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu về ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ. Điều này có nghĩa là ngân hàng cho phép vay tiền dựa trên một tỷ lệ chia rất nhỏ về những gì mà họ nhận được từ người gửi hay người vay đang trả các khoản vay của họ. Giả sử như ông John đặt 10.000 đô vào tài khoản tiền tiết kiệm, nếu ngân hàng được cấp 10% tỷ lệ dự trữ, điều đó có nghĩa là nó có thể khiến khoản vay tăng thêm 100.000 đô dựa trên 10.000 đô mà nó có từ tài sản hữu hình. Vậy số tiền này đến từ đâu? Về thực chất, nó được tạo ra trên số cái trong máy tính, hay nó chẳng ra, nó đến từ không khí. Một cách hữu hiệu, nó mang lại nhiều tiền hơn để lưu hành, và đây có vẻ như là một điều tốt. Ngoài trừ chẳng có dịch vụ thật nào được cung cấp cùng với số tiền này, thay vì thuê một kế toán viên chuyên theo dõi tất cả chẳng hạn. Điều chắc chắn là nó đáp ứng được một mục đích tạm thời, cho phép ai đó mượn được nhiều tiền hơn và là được phân chia lần nữa để trở thành tổng số tiền lớn hơn, rồi để cho vay thêm nữa. Nếu các bạn cảm thấy điều này có vẻ giống như một loại mô hình kim tự tháp thì các bạn hoàn toàn đúng về mặt lý thuyết. Nó có thể giữ cho tiền được in ra mãi mãi, miễn là các bạn có đủ mực để giữ cho quá trình in ấn hoạt động. Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra, khối lượng dịch vụ mà có giá trị thực dần dần trở nên ít hơn rất nhiều so với số lượng tiền lưu hành, do đó tạo ra sự lạm phát. Một tình trạng mà một số tiền nhất định theo thời gian
ngày càng mua được ít hơn các sản phẩm và dịch vụ mà có giá trị thực tế. Tài sản thực bao gồm các sản phẩm và dịch vụ có giá trị rõ rệt như là thực phẩm, quần áo và các loại hàng hóa lâu bền v.v. Nó cũng bao gồm các loại dịch vụ như là dạy chai đã một kỹ năng, tư vấn và các loại hình nghệ thuật, âm nhạc, thơ văn v.v. Trong một nền kinh tế có sự lạm phát leo thang, các bạn sẽ không tránh khỏi các khoản nợ leo thang vì lãi suất tiếp tục tích lũy và ngày càng mất nhiều tiền hơn để chi trả. Đây chính là những gì đang diễn ra ở các quốc gia phương Tây trong vài thập kỷ gần đây. Sự kết hợp giữa nợ và lạm phát đồng thời với việc hạ thấp tiêu chuẩn sống của nhiều người theo thời gian. Trong khi đó, các ngân hàng và một vài cá nhân khôn khéo ngày lại ngày càng giàu có, dần dần giá trị tiền tệ không còn có được sự yểm trợ từ những người muốn giữ cho hệ thống hoạt động. Nó sẽ xảy ra một trong hai kịch bản sau: một, siêu lạm phát, hoặc hai, suy thoái. Trong siêu lạm phát, tiền không ngừng được in ra để che lấp các khoản nợ của một ngân hàng trung tâm như là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ hay Ngân hàng Anh Quốc. Quốc gia mà nợ tiền sẽ không ngừng in tiền để đáp ứng các khoản nợ, do đó làm phải giả tiền tệ. Sự phải giả xảy ra bởi vì bây giờ có nhiều tiền lưu hành mà không có thêm bất cứ sản phẩm hay dịch vụ bổ sung nào có giá trị thực được thêm vào. Còn trong suy thoái kinh tế, các sự kiểm soát được áp đặt để nhằm giới hạn số lượng tiền được in ra, dẫn đến việc làm khô hạn các nguồn cung ứng tiền. Trong kịch bản như vậy, các doanh nghiệp và các cá nhân sẽ không thể mượn tiền được nữa và không thể đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ mới, dẫn đến sự sa thải hàng loạt nhân viên và tạo ra tỷ lệ thất nghiệp cao. Vào thời điểm hiện tại, các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các quốc gia thuộc khối Liên hiệp Anh, đang có một khoản nợ khổng lồ vào khoảng 20.000 tỷ đô la, tức 15.000 tỷ Anh. Khối EU đang đối mặt với một tình huống tương tự và một số quốc gia thuộc khối đồng tiền chung châu Âu cũng đang đứng trên bờ vực buộc phải nhảy ra khỏi hệ thống và sử dụng các loại tiền tệ riêng của mình. Vào thời điểm cuốn sách này được viết ra, Hy Lạp và Ireland đang mất dần khả năng chi trả và đang dựa trên sự hỗ trợ từ phía EU và các thế lực ngân hàng. Nhiều người trong các quốc gia đó đang gây sức ép lên phía chính phủ của họ để tuyên bố phá sản trước EU và bắt đầu in đồng tiền riêng của mình. Bên cạnh các khoản nợ chồng chất gây ra bởi lãi suất kép và ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ, rất nhiều các quốc gia còn có các khoản đầu cơ hay được gọi bằng các tên gọi khác nhau, bao gồm như chứng khoán phái sinh hay các quyền chọn mua v.v. Giá trị trên giấy của chứng khoán có số tiền lên tới hơn 600.000 tỷ đô, tức 450.000 tỷ bảng Anh. Vào thời điểm giữa năm 2011, nếu chỉ 10% các nhà đầu tư được gọi thực hiện các cuộc giao dịch của họ tiền trong các khoản đầu tư vào cùng một lúc thì hệ thống nhanh chóng bị phá sản, vì 60.000 tỷ là nhiều hơn tổng số GDP của các nước đang phát triển cộng lại. Không có một ngân hàng nào có số tiền mặt trong quỹ thực sự đạt đến ngưỡng số tiền ấy. Điều này gây ra bởi hệ thống dự trữ theo tỷ lệ. Chúng tôi sẽ không đưa ra một bài học cụ thể nào về nền kinh tế, nhưng chúng tôi muốn chỉ ra một vài nguyên lý vận hành của hệ thống đang mục nát hiện nay để cho các bạn thấy được vì sao nó đang chết dần, chết mòn. Lý do thực sự một lần nữa là nó không dựa trên những nguyên tắc của một trái đất mật độ 4, và đó cũng chính là rung động hiện nay của trái đất khi cô ấy sắp di chuyển qua các cánh cầu. Luật hấp dẫn ngụy rằng những linh hồn giác ngộ là những người kế thừa trái đất mới sẽ tạo ra hay thu hút
một hệ thống kinh tế giác ngộ, nơi mọi người đều phục sự cho mọi người, chứ không phải là một nhóm tinh hoa trong giới ngân hàng. Bạn có thể đóng góp phần của mình bằng cách hình dung và biết rằng bạn đang sống trong một vũ trụ giao cỏ, và tự do không giới hạn nơi mà bạn thực sự có được các lợi ích thiết thực, mặc cho cái mà hệ thống hiện nay đã dạy bạn.